sáng 7.8, trao đổi với TV Dân Việt, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, sẽ sớm có văn bản trả lời đơn khiếu nại của chị NTLA, 30 tuổi, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch huyện Triệu Phong, về kết luận điều tra của đơn vị này. Chị LA những ngày đầu xảy ra sự việc sức khỏe rất yếu. Ảnh N.P. Theo Đại tá Minh, việc điều tra, kết luận vụ việc của Công an Triệu Phong đã đúng pháp luật nên nội dung văn bản trả lời khiếu nại của chị L.A sẽ không thay đổi gì so với kết luận điều tra, không thể khởi tố vụ án đã đưa ra trước đó. Trước đó, ngày 19.7, Công an huyện Triệu Phong đã kết luận vụ việc ông N.B.T, 39 tuổi, chuyên viên phòng tài chính kế hoạch huyện Triệu Phong, bị tố hiếp dâm nữ đồng nghiệp là chị NTLA ngay tại trụ sở làm việc vào ngày 21.6. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị LA, Công an huyện đã tích cực vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra cho thấy ông T đã ôm, hôn, cắn vào vùng môi của chị LA, dùng tay sờ vào các vùng nhạy cảm, sờ bên ngoài áo. Hành vi của ông T không nhằm mục đích muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác đối với chị LA, mà chỉ nhằm trêu ghẹo. Công an Triệu Phong kết luận, hành vi của ông T không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm hiếp dâm nên không thể khởi tố vụ án hiếp dâm như đơn tố giác của chị LA. Tuy nhiên, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với ông T vì hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Phòng tài chính kế hoạch Triệu Phong, nơi xảy ra sự việc chuyên viên bị tố hiếp dâm đồng nghiệp. Ảnh B.N. Đại tá Minh cho hay, hành vi của ông T xảy ra trong giờ hành chính, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, gây bức xúc phẫn nộ trong quần chúng nhân dân nên Công an huyện Triệu Phong đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện này chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông T. Trước đó, ngày 2.7, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ việc nêu trên đã gây dư luận xã hội không tốt trên địa bàn, vì vậy đã chỉ đạo công an địa phương khẩn trương làm rõ. Sau khi nhận được kết luận vụ việc của Công an Triệu Phong, chị L.A đã gửi đơn khiếu nại, đề nghị xem xét lại kết luận điều tra. Trả lời báo chí, luật sư của chị L.A cho rằng, có thể xem xét hành vi của ông T phạm tội hiếp dâm không thành. Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại kết luận điều tra và quyết định xử phạt 200.000 đồng của Công an Triệu Phong đối với ông T. Đến nay, chính quyền huyện Triệu Phong vẫn chưa đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông T. Tách, Quảng Trị, Triệu Phong, chuyên viên hiếp dâm.